chọn có một nốt ở đây thì xong là đốt xong mấy năm nay thì mỗi năm nó lại mọc lên một nốt. Chị có ngứa không? Không ngứa không gì. Cái này nó là một cái hạt cơm ấy, nhưng mà cái nút này của chị thì nó lại như kiểu là một cái sần ấy. Cái này là mới này. Mới bị đúng không? Cái này là mới bị bởi vì chị là không, do là nghe trên mạng xong là tẩy bằng cái tẩy bằng cái gì? Tẩy bằng cái thế cái này chị có tẩy ở trên mạng không? Không. Cái này là mới bỏng. Bỏng à? Bỏng đúng là nó ruồi luôn. Nó bắn 3 nốt nhỉ. Nhưng mà chị này thì đốt này cũng như thế này, nốt này như thế này, bỏng đấy à? Vâng, nó bắn nó dầu. Bỏng này là thành cái sẹo to nữa rồi. Không, nó mới bị xong là mình lột non mà. À, đừng lột nữa, kệ nó. Cái này của chị là chị lấy trên đây. Mạng chị tẩy đúng không? Đấy, bằng cái nước ở trên mạng cái đây là to ra đấy, xong là ban đầu nó bé tí xíu này, đến lúc lột khô nên là nó lên to hẳn này, này to lên. Cái này của mình sẽ đốt bằng laser chị ạ. Vâng. Yeah, thông thường đốt laser thì cái tỷ lệ nó khỏi được khoảng 90%. Đôi khi nó có thể bị tái phát thì mình sẽ đốt lại thôi, nhưng thông thường nó sẽ khỏi nhé chị nhé. Đấy, và thường cái đốt cái này thì mình sẽ tơ một tí xong mình đốt xong mình thu thuốc bôi là nó phục hồi thôi. Vâng. Nhiều khi nó sẽ lan hết cả tay. Đấy, nếu mà chị không điều trị nhé. Sẽ lan quá nên là. Đúng rồi. Nên là hôm nay mình sẽ xử lý luôn nhé. Vâng.